Xin chào quý vị và các bạn. Em đang đứng ở chỗ đường Tôn Đức Thắng, ngay trên cầu Ba Son. Thì phía xa xa kia, cái đèn xanh đèn đỏ kia là đường Nguyễn Đức Cảnh. Và bên phải đây là đường Lê Thánh Tôn. Thì hôm nay mời quý vị và các bạn đi tham quan cái cây cầu Ba Son này. Em sẽ đi trên cây cầu này để em quay xuống sông Sài Gòn để về đêm. Sài Gòn về đêm ở khu đèn này rất là đẹp đó quý vị, rất là lung linh về ánh đèn về đêm. Thì bên kia là những cái tòa nhà đây quý vị nhé, là đang xây dựng này. Thì bên đó là xưa là xưởng đóng tàu Ba Son cũ, thì bây giờ đang làm những căn nhà, những căn hộ để cho bán cho người dân. Thì đó là khu của Vinhome mà quý vị, Vinhome. Thì người ta đang xây dựng nhà đây ha quý vị ha. Thì em đi nay em đi cái đường này rồi em lên cầu Ba Son này, quay xuống sông Sài Gòn để mời quý vị các bạn xem Sài Gòn về đêm. Thì khu bến Bạch Đằng và khu bên bờ sông của thành phố Thủ Đức, là công viên thành phố Thủ Đức, thì bây giờ là làm rất là sạch sẽ và bây giờ nó khác xưa rất là nhiều. Và Sài Gòn về đêm với khu này thì nó rất là đẹp. Nay quay ra đây quay để mời quý vị các bạn đi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp Sài Gòn về đêm. Thì Sài Gòn về đêm á, thì cái khu này á thì lúc nào cũng vậy. Trước kia thì cây đường này nó còn nhỏ, nó có những hàng cây xà cừ rất là lớn, mà từ khi làm cái cầu này đi thì cái hàng xà cừ đó được bính đi, được đánh đi chặt bỏ hết. Rồi cái khu này là mở, con đường này là mở rộng ra nữa quý vị, mở rộng ra thêm nữa, làm cái cây cầu này để mà chống kẹt xe và làm cho thành phố nó đẹp hơn. Thì phải hy sinh cái hàng cây xà cừ ha quý vị. Trước kia thì cây xà cừ, có hàng xà cừ rất là đẹp luôn á, rất là to. Thì đây là đường Nguyễn Siêu rồi quý vị. Đây đường Nguyễn Siêu này, đường này là mới mở ra đây ha quý vị. Đây là bây giờ người ta bán nước rất là trẻ ra đây, các bạn trẻ ra đây ngồi rất là đông, rất là đẹp quý vị. Cái đường Nguyễn Siêu này đi vào trận đường người ta mở ra đây là đi vào đường Thái Văn Lung ha quý vị, hay đường Đồn Đất ngày xưa. Bây giờ người ta mở hết ra đây rồi, mở rất là quán cà phê, quán nước, quán chè, quán trà là ngồi đây rất là đông rồi quý vị, đó, rất là đẹp luôn. Đó. Đó, quý vị, đây là cứ chạy thẳng đi vào đường Thái Văn Lung ra Hai Bà Trưng. Rồi em sẽ qua bên kia rồi em lên trên cầu. Để em đi mời quý vị các bạn đi vào đó để mà lên thăm cái cây cầu Ba Son này ha. Rồi bây giờ đường đông quá, sang đường bây giờ cũng khó rồi quý vị. Đó, đây là cái khung cảnh Sài Gòn về đêm trên con đường Tôn Đức Thắng này ha quý vị. Đó, bên đó là xưởng đóng tàu Ba Son cũ kìa, đang được xây dựng các khu nhà, căn hộ. Liều sang đường đó quý vị. Từ lúc mà cây cầu Ba Son này xây dựng xong á thì thành phố chống kẹt xe rất là tốt, rất là ok. Thì đây là cái chỗ để mà xuống ga tàu điện ngầm ha quý vị, chúng ta metro.
sang đường đây giờ rất khó các quý vị ạ. Xe ô tô không. Rất là khó luôn ạ. Đây là cái đường xuống ga tàu qua metro các vị. Đang ngầm đi ra Suối Tiên, thành phố Thủ Đức ha. Ở đây là khu xưởng đóng tàu son ngày xưa ha quý vị. Giờ đang cây cối mọc rất là nhiều, của người ta đang làm. Rồi em sẽ lên cầu thang này, em đi bộ cái cây cầu để mời quý vị các bạn ngắm cái cây cầu Ba Son này. Đây các bạn trẻ ra đây Sài Gòn kỳ này rất là nóng quý vị, nhiệt độ lên rất là cao. Nên buổi tối thì mọi người dân Sài Gòn này ra đây tranh thủ để mà hóng mát rồi các vị. Thì ban ngày ở trong nhà nóng lắm. Ở đây là cái cầu thang lên ha các vị, cầu thang lên cầu. Thì hai bên, mỗi bên là hai cây cầu, bên kia một cây, bên này một cây. Rồi hai đầu cầu bên kia thì cũng có hai cây cầu như này để các vị lên. Đây lên trên cây cầu này á thì quý vị ngắm sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng rất là đẹp ha. Và đây lên cây cầu này ha quý vị. Mời quý vị xem bên kia. Đó, bên đó là Vinh Home mà quý vị. Vinh Home rồi Sài Gòn Bơn. Những căn hộ là của cao cấp của bên quận Bình Thạnh. Thì cầu bây giờ là người ta đã gắn hai cái đèn ở giữa đường rồi quý vị. Kia là cái nhà hàng nổi ha các vị. Thì nhà hàng này ở bên số cổng số 5 đường cái bến tàu á, đường Nguyễn Tất Thành hay cổng cảng Khánh Hội xưa á, ngay bên chân cầu Khánh Hội. Thì tàu đó người ta bán về buffet nó khoảng ở dưới tầng, cái này có 3 tầng ha các vị. Dưới tầng thì 500 ngàn, ở trên sân thượng kia kìa. Sân thượng cái tàu đó thì 600 mấy ha các vị, chưa kể thuế, nước nồi này kia đó. Thì mỗi người lên đó mỗi tối ăn buffet thì cũng mất khoảng gần 1 triệu ha các vị. Cũng này kia đó, nước nồi này kia ha các vị. Thì đây cũng là một khu gọi là cái con tàu giải trí của Sài Gòn ha các vị ha. Đó, rất là đẹp ha các vị. Đó, quý vị ha. Vòng quay cái cầu để mời quý vị các bạn xem về cầu Ba Son của Sài Gòn. Đó, như ở cái đây là những cái thanh này. Cái thanh này mà người ta làm những cái đèn led được ha quý vị.
mỗi một giây có cái hàng đèn led ấy, thì về đêm nó mở lên thì rất là đẹp. Nó rất là đông, rất là đông những thanh niên lên đây đấu xe lên đây để mà hóng mát thôi quý vị. Nhưng mà đậu xe đây cẩn thận nha, nhiều khi công an người ta không cho đậu đâu, ở trên cầu nó không được đậu xe. Đây là giữa sông ở bên cái bến đập này các bạn nhé, rất là đẹp. Kia là bờ sông công viên Thủ Đức ở bên Thủ Thiêm. Đây là bến Bạch Đằng bên sông Sài Gòn, buổi tối nhìn rất đẹp các bạn, rất là tuyệt vời. Thì cái mấy cái nhà hàng này á quý vị, ở bên cổng cảng căn hội quận Tư á, thì nó có khoảng 3-4 cái gì đó, cái nhà hàng nổi này, thì phục vụ buổi tối nào cũng có, quý vị lựa chọn đi nhà hàng nào cũng được á. Thì mỗi một cái nhà hàng thì một cái công ty nào đó nó đứng lên nó thầu, nó thuê mấy cái tàu này để mà đi ăn nhậu trên sông này, du lịch trên sông luôn, thì bán buffet ở trên đó quý vị. Rất đông rồi các vị ạ, rất đông rồi, những người ở đây chơi, chụp ảnh, chụp hình để làm kỷ niệm. Vâng, cái tàu kia đang quay đầu rồi các vị ạ. Cái tàu kia đang quay đầu rồi. Mời quý vị các bạn đi xuống công viên ở thành phố Thủ Đức nha quý vị.
công viên kia để quý vị các bạn tham quan. Xe bớt rồi quý vị, xe bớt vào đêm. Đó quý vị thấy không, sông bên bến Bạch Đằng kia quá đẹp hả quý vị. Mấy tòa nhà về đêm thì người ta mở đèn hết, cho nên thành phố nó nổi bật lên những ánh đèn lung linh thưa quý vị. Ở Sài Gòn về đêm này thì nó ra đây là tuyệt vời. Để em cho xuống công viên bên đây, xuống công viên đây để quay lại cái khu công viên này xem có cái gì khác không ạ quý vị. Ôi đây cho đóng cửa, không cho xuống rồi trời. Đây chắc người ta đang sửa chữa hả quý vị. Ở đây thì người ta đang còn đang làm cho nên là rất là tối ha quý vị ha. Rất là tối. Đó đây này, người ta đang làm bên kia có hội chợ rồi khu vui chơi cho trẻ em. Ở bên kia người ta đang làm những cái ốt, những cái nhà thì chắc để 30 tháng 4 các quý vị, 30 tháng 4 thì chắc là có cái gì bán hội chợ gì trên đây, khu vui chơi ở trên đây ngày thống nhất đất nước.
Trời, rất đông hả quý vị ha, đông quá trời. Giờ đây là những người bạn trẻ, là thanh niên, là sinh viên nay nghỉ một ngày chắc không về, đi ra đây chơi rất là đông. Sinh viên thì ở các tỉnh, người ta lên đây người ta học rồi, những buổi tối có ngày lễ Tết không về thì người ta đi hay đi chơi. Rất đông à quý vị, quá trời các bạn trẻ ra đây chơi, thanh niên ra đây vừa chơi vừa không mát hả quý vị. Tới đây mấy nhà hàng tới đây người ta quay đầu hết rồi quý vị. Rất là đông. Họ thấy là đây là cái bến tàu xe bus. Ở công viên rất vui quý vị ha, công viên rất là vui, rất là nhiều người ở đây chơi, thanh niên không hả quý vị. Đây, mọi người đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là những hàng hướng dương, cái vườn hướng dương đây là người ta chắc người ta nó muốn thay, người ta trồng lại hay có vẻ người ta thiết kế lại. Hôm Tết thì nó khác, thì nó chết hết rồi. Này không thấy vòi nước, không thấy phun nước hả quý vị? Này cho khu ăn uống. Rồi. Công viên thì nó xuống tây thế này thôi ạ quý vị. Thì nó còn dài tút tới đằng kia nữa, cả cây số nữa ha quý vị. Thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Dưới đó là cái khu cho có cái sân để mà bắn pháo hoa, pháo bông thôi. Tôi xin ngưng cái video tại đây ha quý vị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.